cậu bé này nhảy lên và chộp lấy quả lựu đạn. Sau đó chạy lên tấn công kéo chốt và kết quả. Trời ạ! Cứ như vậy cậu bé đã trở thành học viên xuất ngũ nhanh nhất. Tên cậu là Jojo, một người lính trẻ em được Đức Quốc xã huấn luyện. Cách đây vài ngày cậu được Đức Quốc xã chọn vào trại huấn luyện. Trại huấn luyện là một nhóm trẻ em dưới 10 tuổi. Các cậu bé phải tập luyện và chiến đấu, còn các cô bé băng bó, dọn giường và sinh con. Tôi đã sinh 18 đứa trẻ cho nước Đức. Để được bọn trẻ công nhận, giáo quan đã thể hiện tài thiện xạ tuyệt vời của mình trước mặt bọn trẻ. Những đứa trẻ ở đây đã bị Đức Quốc xã tẩy não và những gì được dạy trên lớp không phải là kiến thức, mà nói với chúng rằng người Do Thái là những con quái vật có răng nanh và là kẻ thù chung họ. Họ còn yêu cầu bọn trẻ đốt hết sách giáo khoa. Để chứng tỏ lòng trung thành của Jojo với Hitler, giáo quan yêu cầu cậu giết một con thỏ ngay tại chỗ. Nhưng Jojo không làm được, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé, cậu muốn thả con thỏ đi. Không ngờ, giáo quan cầm lấy con thỏ. Để nâng cao lòng can đảm của Jojo, giáo quan đã yêu cầu cậu tập ném lựu đạn. Nhưng lần tập này lại khiến chân Jojo khập khiễng và khuôn mặt bị hủy hoại. Nhìn mình trong gương, Jojo cảm thấy mình thất bại bởi mong muốn lớn nhất của cậu là trở thành vệ sĩ riêng của Hitler. Nhưng mẹ cậu rất vui mừng vì so với việc làm bia đỡ đạn trên chiến trường. Loại tai nạn thương tích nhẹ này có thể khiến con trai sớm xuất ngũ, bà đã rất hài lòng rồi. Sau đó, mẹ buộc dây giày cho Jojo và đưa cậu đi đòi lời giải thích này. Hitler: "Hey, nhìn có vẻ ổn đấy cậu nhóc. Rosie: Cô khỏe chứ? Cô vẫn quyến rũ như vậy. Vì anh mà con trai tôi không thể đi lại bình thường. Mặt cũng có sẹo là nó lấy trộm lựu đạn của tôi. Rosie: Tôi không quan tâm. Vậy anh sẽ chăm sóc thằng bé khi tôi bận. Đảm bảo thằng bé có công việc nhẹ nhàng. Hiểu chưa? Hiểu rồi, không vấn đề gì." Sau đó, quản giáo đã sắp xếp một công việc mới cho Jojo là dán quảng cáo tuyển quân khắp thành phố. Còn Jojo ngây thơ nghĩ mình đang cống hiến cho cuộc chiến. Nhưng chẳng bao lâu mẹ đã cho cậu thấy sự tàn khốc của chiến tranh. Người Đức ghét người Do Thái đến mức nào? Họ công khai treo của người Do Thái ở quảng trường. Jojo thấy ghê tởm muốn quay đi nhưng bị mẹ ép quay đầu lại. Bà muốn con trai mình chứng kiến chiến tranh tàn khốc như thế nào. Jojo yếu ớt hỏi họ đã làm gì sai, nhưng mẹ nói với cậu chỉ làm chuyện mà họ nên làm. Người Đức vẫn đang bắt giữ người Do Thái khắp nơi, nếu bị bắt thì họ sẽ chết. Một ngày nọ, khi Jojo trở về nhà, cậu nghe thấy một tiếng động lạ từ phòng chị gái và phát hiện trong phòng có một cánh cửa bí mật. Cậu dùng dao găm cạy cánh cửa bí mật, bên trong lộ ra một căn phòng chứa đồ tối tăm. Cậu từ từ giơ đèn pin lên chào. Cậu quá hoảng sợ nên bỏ chạy. Cô gái đó là người Do Thái. Kết cục của những người cưu mang người Do Thái sẽ giống như những kẻ ngoài quảng trường vậy. Và cậu uy hiếp Jojo nếu dám lên tiếng thì cậu sẽ chết. Jojo hoảng sợ chạy về phòng ngủ cho đến khi mẹ về vào buổi tối. Cậu cố tình dò xét mẹ và nói rằng nghe thấy tiếng động lạ ở tầng trên. Rosie chợt hoảng sợ và nói rằng đó có thể là một con chuột. Jojo hiểu rằng người Do Thái đó chắc chắn là do mẹ giấu ở nhà. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu giấu người Do Thái. Ngày hôm sau, cậu ngập ngừng hỏi huấn luyện viên của mình. Lần nói với cậu nếu phát hiện chứa chấp người Do Thái và người giúp đỡ sẽ bị xử tử. Hết cách cậu Donald Hatter phải chung sống hòa bình với Elsa. Nhưng Jojo có một điều kiện, cậu muốn Elsa kể cho nghe mọi chuyện về người Do Thái. Elsa nói chúng ta không có gì khác biệt, đều là con người. Nhưng Jojo tức giận khoe khoang dòng máu cao quý của mình. Nhưng Elsa không bác bỏ mà chế ngự cậu bằng một chiêu. Cậu không đánh được Elsa nên chỉ có thể trút giận lên mẹ mình. Trong bữa tối cậu cố tình gây hấn đòi gặp bố. Người mẹ bất lực phải tạo nên một nhân cách phân liệt. Đừng bao giờ nói chuyện với mẹ của mình như vậy. Cuối cùng, hai mẹ con khiêu vũ để giải quyết mâu thuẫn. Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Jojo và Elsa tiếp tục được cải thiện. Cậu dần thấy rằng người Do Thái không hề đáng sợ như tưởng tượng. Elsa cũng biết Jojo chỉ là một đứa trẻ bị tẩy não. Hôm đó, Jojo vô tình nhìn thấy mẹ đang lan truyền những ngôn luận phản độc. Cậu ấy đã bí mật giấu tờ giấy, nhưng không lâu sau, một nhóm Đức Quốc xã bỗng đến kiểm tra định kỳ. Jojo hoảng sợ, cậu sợ Elsa ở tầng trên sẽ bị phát hiện. Cương cũng tình cờ đến nhà trong khi nhóm người kia đang lục soát. Họ rất vui mừng khi nhìn thấy những tấm áp phích của Hitler treo khắp nhà. Họ nghĩ rằng cậu là phát xít nhỏ đủ tiêu chuẩn, nhưng Clun thấy con dao găm trên thắt lưng của cậu bị mất. Jojo căng thẳng không biết trả lời thế nào vì con dao găm của cậu đã bị Elsa lấy đi. May vào lúc nguy cấp, Elsa đã đứng ra nói dối rằng mình là chị gái của Jojo. Jojo sợ hãi đến mức nín lặng vì chị gái cậu đã qua đời 3 năm trước. Quả nhiên, Đức Quốc xã không tin, yêu cầu cô xuất trình chứng minh nhân dân. Elsa lục loại tủ và cuối cùng tìm thấy một tấm chứng minh nhân dân cũ. Clun cầm lấy tấm hỏi ngày sinh của cô gái Elsa, trả lời một cách bình tĩnh trôi chảy. Clun liếc nhìn, biểu thị câu trả lời của cô là đúng.
Đức Quốc xã quay lưng bỏ đi mà không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Elsa sợ hãi đổ mồ hôi đầm đìa vì ngày tháng mà cô vừa nói đều là bịa ra. Lúc này Jojo mới nhận ra rằng chính Clun đã cứu họ. May mà Elsa đã tránh thoát tai nạn. Nhưng thật không may, mẹ của Jojo đã bị treo cổ ở quảng trường vì phản đối chiến tranh. Jojo ôm chân mẹ, nước mắt không tìm được chảy xuống. Về đến nhà, cậu ngồi trên bậu cửa sổ với Elsa. Nhìn chiến tranh ở phía xa càng ngày càng gần, chỉ còn lại hai người bọn họ ở bên nhau. Hôm đó, Jojo đang đi trên phố, cậu gặp cậu bạn Ioki đã lâu không gặp. Ioki, Jojo đây là lính trẻ em trong Thế chiến thứ hai, trên chiến trường khắp nơi đều bóng người nhỏ yếu. Có em đang vận chuyển như yếu phẩm, có em đang bắn súng. Còn có em bị buộc bom khuyến khích lao ra chiến trường. Ioki nói với Jojo rằng quân đồng minh đã tiến vào thành phố. Ở Đức không còn ai và tất cả họ đều đã bị đưa ra chiến trường không. Ioki, tin tốt, cậu vừa được thăng chức và có khẩu súng lục của riêng mình. Cứ đi và bắn bất cứ ai trong khóc chúng ta nhé. Ok, Jojo, đồng phục của em đâu? Này, mặc chiếc áo khoác lên thì để Ioki biết không bắn em. Vì Hitler chúng ta phải giết người chúng ta thấy. Chết hết đi, Lua, ui. Họ mang theo vũ khí lao ra chiến trường và chết một cách vô ích. Lúc này cuối cùng cậu cũng hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Jojo sợ hãi trốn trong đống đổ nát, mãi cho đến khi tiếng súng dần dần dừng lại cậu mới ló ra khỏi đống đổ nát. Lúc này quân đồng minh đã chiếm đóng nơi này, sau đó Jojo lang thang khắp đường phố. Không ngờ cậu bị quân đồng minh bắt vì bộ quân phục của Đức Quốc xã đang mặc. Ở đây anh đã gặp Lần, Lần đã bảo anh đừng sợ. Mẹ em đã làm mọi việc đúng đắn, mẹ em thực sự là một người tốt. Anh còn nói rằng đã đến lúc cậu phải về nhà. Nói xong, anh ta lập tức cởi quân phục của Jojo và mắng Jojo. Gọi cậu là người Do Thái bẩn thỉu và sau đó nhổ vào cậu. Sau đó, bọn lính cưỡng ép lôi Jojo đi và bảo cậu về nhà ngay lập tức. Nhưng hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng súng, Jojo vội vàng chạy về. Trên đường đi cậu gặp lại Ioki, cảm ơn trời đất tớ tưởng cậu đã chết. Không, tớ mãi mãi không thể chết. Tớ sẽ về nhà và gặp mẹ. Tớ cần một cái ôm. Nó không còn ý nghĩa gì nữa. Ừ, tớ biết đây không phải làm phát xít. Hay bây giờ chiến tranh đã kết thúc, ít nhất bạn gái của cậu sẽ được tự do. Sau đó Jojo trở về nhà và quyết định kể cho Elsa nghe sự thua trận của Đức. Nhưng Hitler trong ảo tưởng của cậu lại xuất hiện. Hắn buộc tội Jojo phản bội hắn và cậu không phải là một tên phát xít đủ tư cách. Nhưng lần này Jojo không nói gì đã hắn ra khỏi cửa sổ. Và cú đá này cũng có nghĩa là Jojo đã trưởng thành, nội tâm cứng cỏi của cậu đã hoàn toàn đoạn tuyệt phát xít. Sau đó Jojo đưa Elsa ra khỏi phòng và cả hai khiêu vũ trên đường phố. Cậu nhớ rằng ước muốn của mẹ là được khiêu vũ sau chiến tranh. Hãy suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của chiến tranh. Một số chỉ là những vụ thảm sát và nhà tan cửa nát không hồi kết. Không có người chiến thắng trong chiến tranh. Chúng ta được sinh ra trong thời bình. Nhưng hãy nhớ rằng có những người đang gánh gánh nặng thay chúng ta. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhé. Bye bye!